Tối 15 tháng 12 năm 2021, chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 4 đã có buổi ra mắt với sự tham gia của MC Đại Nghĩa cùng giám khảo cố định của chương trình là danh ca Ngọc Sơn. Đây là một chương trình truyền hình đậm tính nhân văn, được đông đảo khán giả quan tâm và dành nhiều tình cảm. Chính vì vậy, khi mùa 4 công bố sự thay đổi trong thành phần ban giám khảo, cụ thể là việc ca sĩ Ngọc Sơn thay thế nghệ sĩ hài Trấn Thành, mạng xã hội đã xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Trước vấn đề này, ông Hoàng Nhạc Sến đã có những chia sẻ thẳng thắn. Ngày xưa tới giờ, áp lực cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà Ngọc Sơn không nên trách đời trách người hay tự trách mình. Nếu mình có dở, ai chê thì mình nhận khuyết điểm và cố gắng tốt hơn. Nếu mình có được thì mình mừng, được đại gia đình chia sẻ và ủng hộ cho mình thêm. Người ta đâu có rảnh mà cho mình những chê bai này nọ đâu, chắc mình chưa tốt nên bị mọi người chê. Bên cạnh đó, danh ca Ngọc Sơn cũng trấn an khán giả rằng dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng anh vẫn có đủ ngân sách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình. Anh tâm sự có show nào dù lớn hay nhỏ, thậm chí là một quãng đường xa, chạy từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm mới về đến nhà. Nhưng anh cũng rất vui lòng tham gia để lấy tiền cát xê giúp đỡ các mảnh đời trong Hát Mãi Ước Mơ. Nam danh ca xác định không phải mình đi hát mà mình đi làm từ thiện. Anh nói, mình thương các mảnh đời quá, móc hết ra, lúc không còn tiền nữa thì mượn Hà Trâm. Bản thân Ngọc Sơn cũng luôn nhắc nhở mình thay vì đóng khung trong vai trò giám khảo thì cố gắng chia sẻ với nhân vật tham gia chương trình như người một nhà để có thể đồng cảm, thấu hiểu hơn cùng những mảnh đời khó khăn. MC Đại Nghĩa cũng thừa nhận khi làm chương trình anh nhận ra một điều rằng mình còn quá may mắn, còn quá nhiều hạnh phúc để biết được giá trị của cuộc sống này và cần phải chia sẻ nhiều hơn cho những hoàn cảnh khó khăn.